Hi, xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị trở lại với kênh Haley James Family Cuộc Sống Mỹ. Thì quý vị ơi, quý vị nào mới xem kênh của Haley lần đầu, nếu thấy thích thì hãy cho Haley một like, đăng ký và chia sẻ nha. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và hôm nay trở lại, Haley tiếp tục chia sẻ đến quý vị một câu chuyện buồn của một chị khán giả. Chị đã tâm sự với Haley về cuộc tình với những người Mỹ trên mạng mà chị quen trong cái khoảng thời gian bị dịch bệnh. Thì chị nói rằng là chị là người kinh doanh, và khi mà dịch ùng phát xuống đó thì tất cả người dân của mình ở nhà, ở tại Việt Nam nha quý vị. Thì lúc đó chị buồn quá. Chị là người phụ nữ độc thân nuôi con, chị đã từng ly hôn cách đây cũng rất là lâu rồi. Và chị chỉ có việc làm việc và nuôi con thôi. Trong cái khoảng thời gian dịch bệnh đó, chị rất là buồn và chị coi xem hết rất là nhiều kênh của Cuộc Sống Mỹ, và chị cũng muốn là tìm bạn cho mình với một anh Mỹ già nào đó cũng được, miễn sao là người đó tốt và thật sự muốn kết hôn với chị. Thì chị mạnh dạn lên các trang mạng để tìm kiếm và gặp. Thì trong khoảng thời gian đó, những anh Mỹ bên này cũng biết rằng ở Việt Nam của mình đang trong cái giai đoạn là dịch bệnh này rồi kia đó, thì họ cũng gửi lời an ủi và kiểu như là hỏi thăm là an ủi đó. Thì chị kết nối được với một anh đó người Mỹ, năm nay anh đó cũng 65 tuổi rồi. Và anh làm việc, anh nói rằng là anh đã tới tuổi về hưu nhưng mà anh cũng chưa có muốn về hưu, anh vẫn tiếp tục làm việc. Và khi trò chuyện với chị, anh cũng chị nhỏ hơn anh tới 20 tuổi lận. Và trò chuyện với chị đó thì chị muốn là kết nối, kết bạn thật sự, vì chị nói với anh rõ ràng là tôi muốn tìm bạn để kết hôn chứ tôi không muốn tìm bạn để chơi chơi bời đó, vì tôi không có thời gian để làm điều đó. Và khi mà anh nói anh cũng vậy, anh cũng muốn tìm bạn để kết hôn chứ anh cũng không có thời gian vì tuổi của anh cũng già rồi. Và hai người nói chuyện trong khoảng thời gian rất là lâu, là dài. Và cuối cùng đó thì chị cũng là cái kiểu mà độc thân rồi, nó đi đôi với cái chuyện là cô đơn đó. Chị kể cho Haley nghe mà chị hơi mắc cỡ, thì Haley nói rằng là không sao, chị cứ kể hết đi. Haley thì rất là hiểu về cái chuyện này, đừng có lo lắng gì hết, thì Haley cũng có chồng Mỹ mà. Và chuyện chăn gối thì nó bình thường thôi, nó không có cái gì hết. Ở đây chúng ta chia sẻ để hiểu nhau hơn chứ không phải là chia sẻ để mà đem cái câu chuyện này ra trêu đùa với một ai hết, thì không phải. Thì bắt đầu chị mới mạnh dạn kể cho Hailey nghe. Thì khoảng cái mùa dịch đó thì đóng cửa, không kinh doanh, không làm ăn gì được, thì kinh tế nó cũng xuống. Và chị có hỏi anh một số tiền để giúp đỡ, thì anh nói sẵn sàng anh cho chị tiền thôi. Hai người nói chuyện với nhau, trò chuyện với nhau thì chị cảm thấy rất là hợp với anh và anh cũng rất là hợp với chị. Thì anh nói rằng là nếu như Việt Nam mở cửa thì anh sẽ về đó. Rồi lúc đó thì chị túng quẫn quá. Chị túng quẫn quá thì chị mới hỏi mượn tiền anh. Thì anh cho chị mượn. Chị mượn anh 1.000 đô thì anh cho chị mượn. Và sau đó thì vui vẻ bình thường thôi. Và lúc đó là chị có tiền, chị lấy được tiền và chị gửi trả lại cho anh. Thì chị gửi trả lại cho anh thì anh rất là bất ngờ. Đó là chị tạo một cái niềm tin là mình mượn là mình phải trả. Đó thì chị trả lại cho anh, thì anh cũng chỉ cho chị cái cách là đi trả tiền, gửi qua số tài khoản của anh như vậy đó. Thì anh nhận tiền, nhận cái trả đó. Rồi hai người vẫn tiếp tục trò chuyện, là chị nói rằng là lúc chị khó khăn thì chị mượn, là anh cho mượn. Vì bản thân chị mà đi mượn ở Việt Nam thì thứ nhất người ta cười, thứ hai là người ta sẽ không cho mượn đâu. Thành ra là mạnh dạn mượn anh, và chị cũng bày tỏ là cái hoàn cảnh nó rõ ràng như vậy đó. Thì anh cho mượn rất là vui vẻ và chị trả cũng rất là vui vẻ. Và sau đó hai người tiếp tục trò chuyện và hứa hẹn với nhau là em là của anh và anh là của em rồi đó. Thì anh hẹn là qua dịch anh sẽ về thăm chị, thì chuẩn bị tất cả mọi thứ để qua dịch chờ anh về. Thì khi mà trong khoảng thời gian đó, anh cũng có đòi hỏi chị là tôi thì cũng cô đơn và bạn cũng cô đơn, tại lý do tại sao chúng ta không có giải giải quyết sinh lý ở trên đây để chúng ta có khoảng thời gian hưng phấn hơn để trò chuyện.
Thì chị nghe như vậy thì chị nói rồi chết rồi, gặp ngay cái người mà tào lao mé lao rồi. Thì chị, nhưng mà chị cũng không có ngại về cái vấn đề đó, chị cũng từ chối thẳng luôn. Và chị nói là không, nếu như mà thương thì về Việt Nam đi, chuyện đó sẽ xảy ra nó là bình thường. Còn còn bây giờ tôi không thể nào tôi đưa lên dạy vì tôi còn con cái, và trên điện thoại này nó rất là phức tạp, tôi không thể làm chuyện đó. Thì chị từ chối hẳn với anh như vậy. Thì anh nói không sao không sao. Thì chị nghĩ rằng là anh thử lòng chị mà thôi, nhưng mà thực tế là không phải, anh muốn thiệt đó. Rồi thì chị nói là ô chết rồi. À, chị thì cũng rất, tại vì nghe rất là nhiều câu chuyện trên những cái mà cuộc sống Mỹ đó, thì chị rất là am hiểu và chị rất là hiểu về cái chuyện này, thành ra chị từ chối khéo và từ chối thẳng thừng để cho anh. Thứ nhất, nếu mà anh thương chị, anh thật sự thương chị thì anh sẽ tiếp tục, còn nếu anh không thương thì anh sẽ bỏ qua. Và chị từ chối anh 2 lần, anh hỏi 2 lần, chị đều từ chối anh 2 lần, và sau đó vẫn tiếp tục nói chuyện vui vẻ như vậy. Thì ngôn ngữ tiếng Anh như Haley cũng nói là khi mà dịch ra tiếng Việt á, nó rất là ngọt ngào quý vị, nó rất là ngọt ngào, nó rất là mùi mẫn. Mà những cô mà không có cứng rắn á, thì về đêm đó, cái cảm giác về đêm nó cô đơn đó, thì nó rất là hào hứng cái chuyện đó. Thành ra là mấy anh mà rót mật vào những cái tin nhắn như vậy là mấy chị rất là dễ đổ. Vì cô đơn, vì độc thân nó thường nó đi với cô đơn, và cô đơn thì mà nghe những cái chuyện đó là nó cao trào lắm và nó mong muốn lắm. Đó thì cởi đồ ra rất là dễ. Nhưng mà chị là nghe nhiều câu chuyện rồi, bây giờ chị phải đứng vững tâm lý, đứng vững tâm lý, chứ chị không có để chùng. Là nếu như mà bị, chị nói rằng là đúng như Haley nói đó, là nó rất rất là mùi mẫn và nó rất là ngọt ngào mà không thể nào mà mình kiềm chế được. Nhưng mà chị nói rằng là chị phải kiềm chế lại, chị phải tỉnh trí lại, chị phải tỉnh trí lại, chị không để mắc lừa bất cứ một người đàn ông nào, nhất là những người đàn ông Mỹ quen trên mạng đó. Thì rồi sau đó chị cũng từ chối anh 2 lần, nhưng mà sau đó vẫn tiếp tục trò chuyện, hai người trò chuyện bình thường, hỏi thăm nhau rồi hứa hẹn nhau rất là bình thường. Và chị đã nghĩ ra một cách, tự chị nghĩ ra một cách, tại vì cái câu chuyện, cái cuộc tình của chị là chị không chia sẻ với bất cứ ai, chị cũng sợ quê đó, nếu có chuyện gì chị cũng sợ quê đó. Và rồi chị âm thầm lặng lẽ chị nghĩ ra một cái cách là chị làm một cái nick khác lên trên một đem hình của ai ở trên Facebook đó, ăn cắp hình của ai đó, bỏ là cái hồ sơ của mình, và sau đó chị lên trên mạng, chị tìm đúng cái tên của anh và chị kết kết bạn với anh, chị thử lòng anh đó. Và khi mà anh đã chấp nhận trò chuyện với chị rồi, nhưng mà anh vẫn còn để bộ hồ sơ đó trên trên mạng, và không hiểu lý do là anh không muốn xóa, hay là anh không để ý, hay là anh không quan tâm, hoặc là anh muốn tìm kiếm hơn thì chị không biết. Nhưng mà chị làm một cái nick khác, chị lên trên cái trang web đó, chị tìm kiếm cái tên anh thì có hiện ra cái tên, cái bộ hồ sơ của anh, và chị kết nối với anh là với một cái hồ sơ mới, hồ sơ khác nha, là người, là hình ảnh, là coi như hồ sơ khác hoàn toàn. Thì kết nối với anh kết bạn rất là nhanh. Anh kết bạn rất là nhanh và hai người trò chuyện, họ hiểu nhau, tìm hiểu hiểu nhau. Xong anh muốn qua điện thoại để nói chuyện, vì anh nói rằng anh muốn off cái hồ sơ này, anh không có muốn để trên đây nữa. Thì chị cũng làm một cái nick giả ở trên điện thoại và kêu anh về, là hai người nói chuyện trên điện thoại. Thì chị nhắn tin liên tục, hai cái điện thoại chị nhắn tin liên tục, một cái điện thoại là nick thật của chị, là chị nói chuyện với anh từ xưa đến nay, một cái nick giả là chị vẫn là giả để nói chuyện với anh, và hai cái nick nói chuyện liên tục với anh, và anh trả lời liền hai cái nick đó liên tục. Và cái nick mới này anh yêu cầu được gọi để thấy hình ảnh. Thì chị mới đang đổ thừa là chị làm ca đêm, chị không có mở được. À, ở đây á, nhiều camera giám sát, nếu chị họ thấy là chị mà kiểu như là trò chuyện riêng tư mà không tập trung làm việc á, thì người ta sẽ đánh giá thấp chị gì đó, chị đổ thừa nói tùm lum. Thì anh đã nghe như vậy thì anh đó ok, không sao hết. Thì nói chuyện với anh 1 tuần lễ, anh yêu cầu chị là mở camera mà chị vẫn không mở. Và cái nick cũ của chị là chị thường xuyên mỗi ngày mở camera để trò chuyện với anh.
Đó, quý vị thấy ảnh bắt cá hai tay thấy ghê chưa? Thì là chị thử lòng, nhưng mà nếu như mà ảnh cái đích mới này mà ảnh nói chuyện tha thiết như vậy thì chắc chắn rằng ở xung quanh ảnh nói chuyện một lần rất là nhiều người. Đó, thành ra là chị có một cái sự nghi ngờ. Và cái nick cũ chị vẫn nói chuyện, vẫn gọi video, vẫn nói chuyện bình thường như vậy. Và nick mới thì chat bình thường như vậy. Và đến một ngày anh kể cho cái nick mới này nghe về cái nick cũ là anh nói xấu chị cho cái người mới. Người mới là chị luôn đó. Anh nói rằng là bạn biết không, tôi có quen một người phụ nữ kia kìa, mà mới quen thôi mà cô ấy đã yêu cầu tôi cho cô ấy một số tiền rất lớn. Đó, chị nghe chị giật mình liền. À, nhưng mà cô ấy cũng rất tốt ở cái chỗ là cô ấy đã gửi cái số tiền đó trả lại cho tôi rồi. Thì cái nick mới này mới hỏi là số tiền lớn là bao nhiêu, lý do tại sao cô ấy trả lại, có đôi khi là cô ấy khó khăn, cô ấy mượn tạm này kia. Thì ổng nói là đúng rồi, cô ấy mượn tạm thôi và cô ấy đã trả lại cho tôi, cô ấy là người rất là tốt. À, rồi cũng có kể kể ra như vậy, nhưng mà không nói là cô ấy vay mượn mà nói là cô ấy hỏi tôi cho cô ấy một số tiền rất lớn. Thì chị nói rằng là không biết tiếng Anh nó dịch ra tiếng Việt có đúng như vậy không. Thì khi mà chị nghe như vậy chị hết hồn phải không. Thì cái nick mới này chị hỏi dồn dập tới, thì anh nói về cái nick cũ, anh nói xấu chị đó, anh nói xấu chị thậm tệ không còn một cái gì hết. Anh nói như vậy nè, bạn biết không, tôi rất là yêu cô ấy, tôi yêu cô ấy nhiều lắm. Cái nick mới này mới nói rằng là tại sao cô anh ông yêu cô ấy mà ông lại nhắn tin cho tôi rất là nhiều mỗi ngày như vậy. À, nếu cô ấy biết cô ấy sẽ ghen tuông và cô ấy sẽ giận anh đó. Thì ông nói là không sao, chúng tôi gọi video cho nhau mỗi ngày và chúng tôi làm địch làm tình trên video mỗi ngày đó. Nhưng mà chị nói là không có, chị từ chối và anh chấp nhận lời từ chối đó, và không có cái chuyện làm tình trên video mỗi ngày mà ổng dám nói chuyện với cái nick mới này như vậy. Thì cái nick mới là chị mới thấy là xạo rồi đó, thấy ghê rồi đó. Cái chỗ đầu chị mới nói là ô vậy là anh, chị làm bộ chị nói rất là ngọt ngào, chị nói ô như vậy là ông rất là hạnh phúc rồi, lý do tại sao mà ông chấp nhận kết bạn với tôi. Thôi thì tôi chúc ông hạnh phúc với cô ấy để tôi đi tìm một người khác. Thì ổng mới nói rằng là không 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 sao hết. À, tôi với cô ấy làm tình với nhau mỗi ngày trên video, nhưng mà hiện tại bây giờ cô ấy chán tôi rồi, cô ấy chán tôi rồi, cô ấy không không muốn làm bạn với tôi nữa. Chính vì vậy cho nên tôi mới tìm kiếm một người bạn khác. Nhưng mà chắc chắn là tôi muốn có một người vợ Việt Nam mà biết cách làm tình giống như là cô ấy đã cho tôi thấy cái cách làm tình của cô ấy như vậy. Thì cái nick mới này mới hỏi rằng là cô ấy làm tình như thế nào, bạn có thể chia sẻ với tôi được không? Thì ổng tả giống như đúng rồi, ổng tả là chị làm kiểu này kiểu kia, chị rất là có kinh nghiệm và chị rất là chuyên nghiệp, chị giống chị làm cách chị nói, cách chị tả cái kiểu làm tình giống như những con điếm ở Mỹ, ghê chưa? Ổng ổng tưởng tượng lên một cái câu chuyện đó, ổng nói thì chị kể cho Hailey nghe như vậy, mà tại vì chị kể thì mình đâu có trong cuộc đâu mà mình biết, nhưng mà nói rằng là chị cái cách chị tả và cái cách chị làm tình trên phone nè, trên điện thoại video giống vậy nè, giống như những con điếm ở Mỹ. Trời ơi, chị nghe chị nói rằng là chị rụng rời tay chân hết rồi. Và chị nói rằng là thôi chị dừng lại, chị không có thời gian nói chuyện với những người này, mất thời gian lắm và nó không có một cái kết quả gì tốt hết. Và chị mới cái nick mới này nè, nói rằng thôi tôi không hợp với bạn đâu, bạn tiếp tục nói chuyện với cô ấy đi, tôi sẽ xóa bạn đây. Và cái nick mới này xóa ông đó luôn, là chị đó, chị xóa ổng luôn và chị đã biết ổng rồi, nhưng mà chị với ổng vẫn nói chuyện bình thường trên cái nick cũ giống như là chị hoàn toàn không biết gì và ổng cũng không biết gì. Và sau đó ổng đòi làm tình với chị thêm một lần nữa, thì chị mới nói rằng là ở đây tôi cần một người chồng chứ tôi không có cần một người như vậy. Nếu như anh muốn giải quyết sinh lý của anh như vậy thì anh nên tìm người khác. Tôi xin lỗi, tôi sẽ không liên lạc với anh nữa.
Thì ổng năn nỉ quá trời, ổng năn nỉ, ổng nói tại sao chúng ta có khoảng thời gian dài trò chuyện với nhau rồi, tại sao nói vứt bỏ ổng là vứt bỏ một cái như vậy. Mà tiếng Anh dịch ra tiếng Việt nó ghê lắm, giống như Hailey đã từng nói rồi mà, chị nói chỉ coi cái cách mà Hailey chia sẻ và cách Hailey tả về những cái trường hợp đó là nó đúng y chang như vậy đó. Cái tiếng Anh nó dịch ra tiếng Việt nó ngọt ngào mà nó mùi mẫn mà nó ghê lắm đó, tả là nó ghê lắm, là biết là những ai mà độc thân về ban đêm mà chat với những anh Mỹ bằng tiếng Anh nó là sẽ bị gục ngay, bảo đảm. Đó, cho nên nó là chị nói rằng nếu như mà chị không dừng lại thì chị sẽ không biết là có khi nào chị bị gục ngã không. Vì ổng tả cái cách của chị làm tình với cái nick mới này y như đúng rồi, y như là chị với ổng đã sống lâu năm. Và ổng nói mình á là cái cách của mình làm y như một con điếm ở Mỹ, nghe thấy ghê chưa? Đó. Thì là chị từ chối ổng, chị không liên lạc với ổng nữa. Và chị đã dừng lại với ổng một tuần. Và sau đó ổng cứ tìm cách, ổng tìm cách, ổng ổng làm bạn với chị, ổng tìm cách, ổng 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 giống như là ổng không thể nào ổng rời xa được chị, thì ổng tìm đủ mọi cách hết để ổng gặp chị, thì chị liên lạc lại một lần nữa. Thì ổng mừng quá, ổng mừng quá, ổng nói là tại sao dừng lại với ổng như vậy, ổng có tội có lỗi gì đâu, ổng cái này kia nọ gì đâu. Thì chị mới nói không, tôi thì cũng rất là quý bạn, nhưng mà ở đây tôi đã nói với bạn là xác định ngay từ đầu là tôi đi tìm chồng, chứ tôi không có đi tìm những người bạn mà chơi qua đường. Thì nếu như bạn yêu cầu tôi làm chuyện đó quá nhiều như vậy thì tôi sẽ không có thể nào mà vui vẻ trò chuyện với bạn nữa, vì tôi phải giữ lại cái phẩm chất của một người Việt Nam. Đó là người phụ nữ Việt Nam chúng tôi là không thể nào như vậy được. Nếu như chúng tôi hư hỏng như vậy thì chắc chắn là chúng tôi sẽ không có một người chồng tốt. Đó, chị nói, chị giải bày cho anh, cho ổng nghe như vậy. Thì ổng nói ok được rồi, tôi thấy là tôi nói chuyện với bạn tôi rất là thích thú, nhưng mà thôi bạn quyết định như vậy rồi thì thôi. Cảm ơn bạn đã dành thời gian qua trò chuyện với tôi như vậy đó. Và kết thúc lặng lẽ trong êm đẹp. Chị xóa ổng mà ổng cũng xóa chị, và đồng thời chị cũng xóa chị trên trên cái trang đó luôn. Và chị nói chị sợ, chị sợ, chị nói là không biết những người phụ nữ mà họ quen, chị nói là chị nói ra đây thì Haley đừng có chửi chị, và Haley cũng đừng có suy nghĩ sâu quá, đừng có suy nghĩ về mình. Chị suy nghĩ cho bản thân của chị như vậy nè, không biết là những cô mà quen những mấy anh Mỹ ở trên mạng đó, những cô đó có bao giờ cởi đồ cho mấy anh đó xem chưa, và có làm những cái chuyện đó không mà để cho mấy anh đó về Việt Nam cưới mấy chị đó qua. Thì khi vừa nghe như vậy, Henry chắc chắn 99% người ta dự đoán rằng nếu như mày không cởi đồ ra thì không có thằng nào mà về Việt Nam cưới mày hết đó. Thì Henry nghe, Henry giật mình, và Henry nói là để cho Henry giải thích cho chị nghe. Ở đây nó có hai trường hợp, một trường hợp là người ta không muốn kết hôn với mình đâu, nhưng mà người ta thử lòng mình và người ta muốn nhẫn nhơ với mình thử coi là cái cách của mình như thế nào, và mình có chiều người ta đến cái mức đó hay không. Tại vì đàn ông ở Mỹ ở đây mà độc thân á, nó thèm thuồng lắm, nó thèm thuồng, nó ham muốn lắm. Mà những ông mà làm mà lương thấp á, thì không có khả năng để mà kêu gái gọi về nhà. Mà ở Mỹ, cái luật ở Mỹ mà kêu gái gọi về nhà đó, mà nếu mà không quay phim, không chụp hình lại á, thì có khi nó kiện ngược lại là mình hiếp dâm nó, mình đụng chạm vào người nó. Ở Mỹ mà đi ra đường hay là đi đâu hay này kia mà đàn ông vô tình mà chạm vào người mình thôi, ví dụ như chạm ngực, chạm mông mình thôi, là mình có thể kiện người đó ở tù vì cái tội ấu dâm đó. Nó rất là nặng. Thành ra là mấy ông ở bên đây á, khó có cái trường hợp mà kiểu như người đàng hoàng, người ta không có muốn là kêu gái gọi về nhà đâu. Đó, thành ra là người ta lên mạng người ta tìm, và người ta tìm người ta chỉ có muốn chơi đùa cho vui thôi. Với những cô nào mà dễ dãi quá, ví dụ một tháng người ta có thể cho 200 300, 200 300 đô đó, thì trong khoảng thời gian đó người ta kêu là ồ cho người ta xem cái này, cho người ta xem cái kia, tôi thương bạn, tôi yêu bạn quá, tôi cần có này kia, tôi lâu rồi tôi không cần phụ nữ, tôi cần giải quyết sinh lý, vui lòng giúp đỡ tôi này kia, có nha quý vị. Thì cái trường hợp đó nó xảy ra, và nó chỉ chiếm từ 20 đến 30% người ta về người ta kết hôn với mình thôi.
Đó, nó ít lắm. Còn những người mà họ đàng hoàng á, những người mà có học thức đàng hoàng, người ta muốn kiếm vợ Việt Nam á, vì người ta chán ngán với cái cuộc sống với người Mỹ rồi, người ta muốn khám phá một cái mới, và người ta tìm mình để người ta muốn khám phá bản thân mình, người ta muốn khám phá trong cuộc sống của họ là muốn sống với một người châu Á đó, và họ muốn tìm đến mình á. Và họ nếu như mà họ thích mình rồi, họ chọn mình làm vợ rồi, thì chính họ là người rất là sợ mình bỏ rơi họ. Chính vì vậy là không bao giờ họ mở miệng ra, họ hỏi mình về những cái chuyện mà bậy bạ như vậy đâu. Vì bản thân Hailey nè, ông xã Hailey muốn tìm kiếm một người vợ Việt Nam, trước tiên ổng phải lên mạng, ổng đặt về người phụ nữ Việt Nam trước, trước khi ổng ổng mở miệng tìm tòi, ổng 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 tìm hiểu mình. Thì khi gặp mình đó là không bao giờ mở miệng ra nói cái chuyện bậy bạ như vậy. Nếu như nói chuyện bậy bạ như vậy thì gặp những người phụ nữ đàng hoàng, người ta sẽ cancel ngay, người ta sẽ bỏ ngay, và cái người đó không còn cơ hội nữa. Và nếu người ta muốn đi tìm người khác, chưa chắc cái người khác lại tốt hơn cái người mà mình đã từng quen. Thành ra nó có hai cái trường hợp như vậy, không phải ai cũng như vậy hết. Đó, nếu như mà cái người đàng hoàng mà họ thấy mình dễ dãi quá, mà nói ô mà muốn chuyện nói chuyện bình thường, tôi cũng cô đơn, tôi cũng thèm khát, tôi cũng muốn giải tỏa sinh lý với bạn như vậy, thì chúng ta cởi mở với nhau. Tại vì trong đầu của những người phụ nữ Việt Nam mình luôn nghĩ là Mỹ nó rất là thoáng tay, nó rất là thoáng, cho nên chuyện nó rất là bình thường, nhưng mà không có thoáng đâu nha quý vị. Quý vị chỉ có nghe thôi, quý vị chưa có trải nghiệm, thành ra đừng nghĩ là tụi Mỹ nó thoáng, nó không có thoáng đâu. Những người mà thoáng người ta sẽ không có ở với mình mãi mãi. Những người mà thoáng người ta không có hy sinh thời gian tiền bạc để người ta cưới mình cách xa họ nửa vòng trái đất, mình phải làm sao để họ kết hôn với mình một cách trân trọng, và họ đưa mình qua đây sống với một cái cách gọi là tôn trọng. Chứ đừng có mà sống theo cái kiểu đó rồi đi qua đây nửa vời như vậy là nó bỏ rơi mà nó không thương tiếc. Là tại vì nếu như mà người ta có cái ý là người ta đưa mình qua đây để mình sống theo cái kiểu mà sòng phẳng như vậy á, kiểu như cởi mở thoáng như tay như vậy, thì chỉ một thời gian ngắn rồi, và khi bỏ rồi người ta sẽ bỏ không thương tiếc. Rồi quý vị sẽ quay ngược lại nói rằng là tụi Mỹ nó sống thoáng, và khi nó bỏ không thương tiếc. Không phải, khi nó chọn mình rồi nó phải biết được cái con người văn hóa của người Việt Nam của mình sống như thế nào. Và khi quý vị mà có một cái lối sống với bất cứ một người nào đó, khi chia tay quý vị phải để cho họ tiếc. Trong cuộc sống của mình là mình phải để cho họ tiếc, chứ mình đừng có tiếc họ. Đấy, thì phải làm sao để cho họ tiếc, thì trong cuộc sống của mình họ luôn phải cần có mình. Đó, với Mỹ nó có hai cái dạng khác nhau như vậy đó. Thành ra là mình đừng có nghe người ta nói rằng là Mỹ nó thoáng lắm, ở được ở ở mai là nó bỏ. Không có đâu, ai cũng có một trái tim, ai cũng có một khối óc. Cái trái tim nó luôn dành tình yêu thương, Mỹ nó cởi mở hơn là nó luôn thể hiện tình yêu thương với mình trước tất cả mọi người. Như bản thân Hailey lấy chồng Mỹ và Hailey được tiếp xúc với những người xung quanh là Mỹ, họ có một cái cách sống thoáng là như vậy nè. Lý do tại sao tôi không thể hiện tình yêu với vợ tôi trước mặt mọi người? Tôi muốn show cho tất cả mọi người thấy là tôi yêu vợ tôi là thật sự, và vợ tôi là người tuyệt vời đối với tôi. Tôi lúc nào cũng yêu cô ấy và cô ấy lúc nào cũng yêu tôi. Khi mình show những tình yêu của mình ra thì những người đó họ thấy, cảm thấy họ rất là trân trọng cái tình yêu đẹp của người khác đó, chứ không phải là họ cười chê hay là họ khinh bỉ hay nói là ô mày ôm áp vợ mày, mày về nhà mày ôm, hay là mày mày nói quá vậy con vợ mày, thế này kia. Không có, người Mỹ nó không có như vậy, nó thoáng ở cái chỗ đó. Và nếu như mà họ có những cái gì mà buồn bực bực dọc, hay là hai vợ chồng tức giận nhau này kia, họ chỉ thể hiện trong nhà thôi, chứ còn mà ở đối với những người ngoài là họ luôn luôn là hạnh phúc, luôn luôn và vui vẻ. Thì họ chỉ có là học hàng là về nhà là giận nhau, là nhà là không có thằng nào nói chuyện với thằng nào hết, không ai đếm xỉa với ai hết, nhưng ra ngoài vẫn là anh em bình thường, vẫn nắm tay, vẫn hôn bình thường. Nhưng một tuần sau quý vị sẽ nghe họ ly hôn, là vì họ bị đổ vỡ, họ bị đau ở bên trong rồi, họ không thể nào họ gà hàng gắn được. Người Mỹ họ có một cái khéo ở cái chỗ đó, họ rất là khôn, chứ không có như người Việt Nam mình mà la yêu thương thì giấu vào trong, trong nhà âu yếm yêu thương là giấu vào trong, nhưng mà khi ra ngoài giận hờn lại la lối chửi bới ôm sầm vậy, nhưng mà không bao giờ bỏ nhau, vì ở trong nhà yêu thương nhau, ra ngoài thể hiện thôi. Còn người Mỹ nó khác hoàn toàn. Thành ra là khi mà quen ở trên mạng đó thì mình phải xác định được cái người đó tốt hay xấu là ngay từ đầu. Cái người mà yêu cầu mình mà để thỏa mãn đó thì
cảm thấy như là Hailey cũng không hiểu hết, không thể nói hết, mỗi người một cái cuộc sống, mỗi người một cái hoàn cảnh đó. Nhưng mà chắc chắn là nếu họ thấy mình dễ dãi như vậy thì họ không có muốn sống đời với mình đâu. Vì nếu như mà dễ quá như vậy thì ở Mỹ đầy, ở Mỹ, gái Mỹ, gái đen, gái trắng đầy. Đối với những đứa mà trẻ trẻ mới lớn mà kêu là tao thích mày, tao muốn quan hệ với mày, và con kia cứ nói tao thích mày, tao muốn quan hệ, tự nguyện đến với nhau quan hệ là bình thường. Nó đầy ở đây, người ta không có cần cái đó, người ta không có muốn cái đó, thành ra người ta mới tìm đến mình. Mà tìm đến mình sống làm sao để cho người ta tiếc, chứ mình đừng có tiếc người ta đó. Thì khi chị nói là chị chấm dứt với anh luôn, là cái người đàn ông đó họ tiếc, chứ không phải là chị tiếc cái người đàn ông đó. Và sau đó là chị cảm thấy là chị không có, kiểu như không có hứng thú nữa, và chị mới quay ra cũng về cái chuyện mà giải tỏa sinh lý của chị bằng cách là mua đồ chơi tình dục. Thì chị cũng nói là như cái video mà chị vừa xem của Hailey đó, thì chị mới mạnh dạn chia sẻ với Hailey nghe, là nói gì thì nói, nếu như mà mình không nói ra thì người ngoài người ta sẽ không biết. Nhưng mà khi Hailey đã được tâm sự và được chia sẻ thì quý vị thấy không, người phụ nữ Việt Nam của mình bây giờ rất là thông minh, họ dùng cái biện pháp đó để họ bảo vệ cho bản thân họ đó. Chị nói chị không có, lúc đầu thì nó hơi khó chịu một chút, lúc đầu thì nó hơi ấy gì, nó không quen thì nó kỳ cục, nó mắc cỡ, nó ngại ngùng cho bản thân mình thôi. Nhưng mà rồi sau đó quen rồi thì chị thấy là rất là thoải mái, và bây giờ cuộc sống của chị là chỉ có làm việc, nuôi con, sinh hoạt gia đình, và mình hưởng thụ cho bản thân mình bằng cách đó thôi là đủ rồi. Đó là cái câu chuyện mà ngày hôm nay chị kể cũng liên quan đến cái vấn đề đó. Thì giờ như vậy mà Hailey mới biết rằng là phụ nữ Việt Nam của mình hiện tại bây giờ đó, họ sống thoáng hơn cho bản thân họ, chứ họ nghĩ về cho bản thân họ nhiều hơn là nghĩ về cho người khác. Nếu như mà anh nào đó mà cảm thấy cả chớn không 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 ok trong cuộc sống thôi, dẹp đi, đừng có dư dư nhức đầu lắm đấy, thì họ mới tìm cái cách đó, nó đơn giản không đó. Thì là qua cái câu chuyện của chị đó, thì Hailey cũng muốn chia sẻ để quý vị có thêm một chút gì đó kinh nghiệm trong cuộc sống của mình, ví dụ như mình có thể cởi mở bản thân mình ra để mình có một cái cuộc sống thoáng hơn, để mình được hưởng thụ và hạnh phúc. Sao em bé nó khóc quá trời rồi. Thì Hailey cảm ơn quý vị rất là nhiều. Hailey chia sẻ cái video ngày hôm nay nó cũng hơi dài. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã xem và luôn theo dõi kênh của Hailey. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị nha.